khí phấn khởi giữa những ngày tháng 11 lịch sử, thầy và trò trường tiểu học và trung học cơ sở Thượng Âm lại háo hức hành trình từ về địa chỉ đỏ tại thôn Quảng Cát, thôn Bản Duồn, huyện Lâm Sơn, tỉnh Bắc Cạn, là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Cạn. Xúc động khi tiếng nhạc vang lên tại khu di tích Cổng Tát Bản Duồn, tất cả chúng em đều tự hào đứng lên cùng tổ quốc thiêng liêng và cùng hát quốc ca. Sáng thứ hai hàng tuần chúng em đều hát quốc ca, nhưng hôm nay chúng em được hát quốc ca tại khu di tích lịch sử Bản Duồn, nơi những người con em đất Việt thành lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Cạn đã đặt thắm đỏ lá cờ ở sao vàng. Nghiêm, chào cờ, chào. Tiếng quân ca, quốc ca của Tổ quốc Việt Nam.